Xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay do rảnh rỗi cho nên mình sẽ tập làm món bistec. Thì cái món này ở Việt Nam mình gọi là bò bistec. Thì nguyên liệu ở nhà có cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Nhưng đặc biệt là mình sẽ đi ra vườn hái thêm cái củ khoai lang tây do mình tự trồng để làm cái món này nó ngon hơn. Thì đây là cái khoai lang tây mà mình đã trồng được gần 2 tháng rồi. Thì có những củ nó cũng còn nhỏ đó, nhưng mà mình cũng đào lên luôn, tại vì để lâu á, những cái con mọt ở dưới đất á, nó sẽ ăn hết củ. Thì bây giờ mình sẽ đào lên và đi rửa khoai. Có một củ lớn, còn lại là những củ kia còn rất là nhỏ. Khoai lang tây này hôm bữa mình có ăn một lần rồi. Khoai rất là dẻo luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa nó trước, rồi mình sẽ đem vô nhà, mình sẽ bắt đầu hấp. Khi mà khoai hấp á, mình sẽ để luôn giỏ để hấp luôn. Mình chỉ cần hấp khoảng 5 phút thôi, không có chín lắm, tại vì mình sẽ còn chiên lại một lần nữa. Thì đây là những cái nguyên liệu để mình làm món bistec, thì gồm có hành tây, hành lá và cái trái mướp đó các bạn. Cái trái này mình không biết bên đây gọi là gì, ăn giống như trái mướp vậy đó. Rồi một cái miếng bistec. Rồi một cái miếng là một cái lát bơ và tỏi thì mình đập dẹp, mình không có bỏ cái vỏ. Thì mình để cho miếng bistec này nó nguội lại, tại vì mình mới vừa đem từ tủ lạnh ra. Sau đó mình sẽ lấy khăn giấy mình chấm cái nước cho nó ráo. Thì sau khi mà làm xong thì mình sẽ bỏ tiêu vào, mình ốp đều trên cái miếng bistec. Rồi sau đó mình sẽ bỏ thêm muối. Mình thì ăn cay và ăn mặn, cho nên mình sẽ bỏ muối và tiêu nhiều chút xíu. Đây mình thoa đều lên. Mình thoa đều lên miếng bistec thì mình để khoảng chừng 1-2 phút cho nó thấm thôi. Vậy là nguyên liệu đã sẵn sàng, mình còn bỏ thêm một cái hộp gà vô nữa để hồi mình chiên ốp la. Mình canh khoai lang tây gần chín tới, mình sẽ cho cái mướp đó vào để mình hấp sơ qua. Bây giờ mình sẽ bỏ dầu vô cho chảo dầu nóng, rồi mình sẽ cho miếng bistec vào. Đó, đây là cái tiếng xèo xèo của cái miếng bistec nghe rất là đã tai. Mình phải để cho cái lửa nó thật nóng, dầu thật là nóng rồi mình mới bỏ nó vô thì cái miếng bistec mình nó mới thơm. Rồi sau đó mình sẽ cho cái phần tỏi á, mà hồi nãy mình đập dập á, mình bỏ một miếng tỏi ở dưới dầu cho nó khèo thơm thơm cái dầu. Rồi mình, những cái phần ở phía trên á, mình sẽ giống như là mình cứ xoa đều cho miếng thịt á, cho cái miếng thịt nó được thơm cái mùi tỏi. Đó, một bên đã vàng rồi, mình sẽ trở lại bên kia là tiếp tục bỏ cái miếng tỏi lên để mình xoa cái miếng thịt. Thì mình chỉ cần mình ăn thì không có trên, không gọi là không có sống như là những cái người mà bên này họ ăn á, mình ít nhất cũng phải 90-80% thì mình mới ăn được. Bây giờ mình sẽ bỏ cái lát bơ lên trên cái miếng bistec. Thì mình sẽ cho nó tan đều trong cái dầu chiên á, thì cái miếng bistec của mình nó sẽ thơm cái mùi bơ, và cái tỏi mình kèo nó cũng sẽ rất là thơm. Đó, mình sẽ đảo, mình sẽ lật đều cái miếng bistec cho nó chiên đều với cái bơ cho nó thơm. Mình sẽ cứ lật qua lật lại cho cái bơ nó thấm vào cái miếng bistec. Rồi bây giờ bắt đầu mình thấy nó gần chín rồi đó, mình sẽ bỏ ra ngoài dĩa và mình sẽ khèo hành lá và hành tây cùng một lúc với tỏi. Mình sẽ khèo bằng cái miếng cái dầu từ cái miếng bơ ra lúc nãy, thì cái hành và tỏi mình khèo nó sẽ rất là thơm. Rồi khèo xong mình sẽ bỏ ra một bên. Tỏi mình sẽ để bên bề mặt của miếng bistec, nhìn nó rất là ngon. Sau khi mà mình đã làm chiên xong cái miếng bistec và những cái gia vị như hành, lá, tỏi, thì mình sẽ kiểm tra cái nồi hấp khoai lang tây của mình. Thì khoai lang tây và mướp nó đã chín rồi, thì mình sẽ cho vào luôn cái nồi lúc nãy, cái chảo lúc nãy để mình chiên. Sẽ cho thêm cái phần phụ gia tỏi á, nó rất là thơm. Rồi mình đảo đều cho cái bề mặt nó được chiên hơi vàng á,
Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ xuống dĩa. Rồi đây cái phía ngoài của miếng khoai lang tây và cái miếng mướp nó đã vàng rồi nè, mình cho vào dĩa. Và sau đó mình sẽ chiên ốp la cái trứng gà để bỏ vào ăn cùng với lại bít tết. À dạ, mình đã làm xong cái phần ăn tối của mình. Nếu bạn nào thích thì có thể làm giống như mình, tại vì cái món này làm rất là dễ và không có tốn nhiều thời gian. Thì hy vọng các bạn cảm thấy thư giãn khi xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.